Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi đồng bào chiến sĩ bị ảnh hưởng bão Yagi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa gửi thư thăm hỏi đồng bào chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Yagi. Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, những ngày qua cơn bão số 3 Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các quốc gia mà bão đi qua, trong đó có các tỉnh phía Bắc nước ta. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang cùng với nhân dân cả nước theo sát tình hình, chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão, thông tin kịp thời tới người dân. Trong cơn bão, giữ tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh sức mạnh của lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của cơn bão đi qua, song vẫn để lại hậu quả nặng nề và nguy cơ mưa lũ, sạt lở, sụt lún sau bão đang hiện hữu. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thông cảm, cảm thông và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đặc biệt là đối với những người có thân nhân mất trong bão lũ. Tôi ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cấp ủy, chính quyền, các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước, nhất là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sức mạnh to lớn nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội, thực hiện nhanh hiệu quả nhất chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người dân đã anh dũng hy sinh, bị thương khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong bão lũ. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp tập trung cao độ triển khai các kế hoạch phương án khắc phục hậu quả số 3 và với 5 mục tiêu như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo. Trước mắt ưu tiên cứu người, đảm bảo để không người dân nào bị đói, thiếu mặc, không có chỗ ở, tiếp cận vùng bị cô lập, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đảm bảo người bệnh có thuốc và được điều trị, trẻ em sớm được tới trường, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự an ninh, các hành vi trục lợi liên quan đến hỗ trợ đền bù thiệt hại, huy động chung tay toàn xã hội hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tôi kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và nước ngoài, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khả năng, điều kiện tiếp tục phát huy mạnh mẽ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng toàn dân quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trung ương đến cơ sở khẩn trương tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục bão số 3. Chiều ngày 9 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Bộ Chính trị, cho ý kiến và chỉ đạo những việc cấp bách cần làm ngay nhằm khắc phục hậu quả của bão số 3. Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng đại diện Trung ương Đảng báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại sau cơn bão số 3, Bộ Chính trị đã thảo luận đánh giá công tác phòng chống bão những ngày qua, xem xét diễn biến, các nguy cơ có thể xảy ra và chỉ đạo nhiệm vụ cần tập trung thực hiện ngay trước mắt, cũng như công việc cần phải chuẩn bị về lâu dài, huy động tối đa nguồn lực và các lực lượng để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Phát biểu kết luận của cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi lời chia buồn tới người thân, gia đình các cán bộ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, chia sẻ với những mất mát đau thương của các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thiệt hại nặng nề do bão số 3.
đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, các lực lượng quân đội, công an và nhân dân trong triển khai phòng chống cơn bão số 3 vừa qua, góp phần giảm thấp nhất thiệt hại trong khả năng có thể. Biểu dương các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đã tích cực tuyên truyền, góp phần cảnh báo và thúc đẩy tinh thần sớm đối phó từ xa. Trước tình hình mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ ngành, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực lượng và các lực lượng ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Trước mắt, các địa phương vùng ảnh hưởng bão hạn chế các hoạt động khác, tập trung cho việc nghiên cứu, trợ, cứu nạn, triển khai các phương án tiếp cận người dân, hỗ trợ đồ ăn, nước sạch giúp người dân vượt qua thời gian khó khăn, sử dụng các phương tiện, biện pháp để tiếp cận nhanh những vùng bị chia cắt do lũ lụt, bên cạnh những việc đã phân công theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Từng bộ ngành, địa phương, các lực lượng phải chủ động bám sát để thực hiện, không chờ đợi sự chỉ đạo hỗ trợ. Kiểm tra cầu cống, đê điều, phát hiện những vùng nguy cơ cao, sạt lở để gia cố kịp thời. Các địa phương trong cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ các địa phương đang gặp khó khăn, trong đó phân công rõ ràng việc hỗ trợ đối với các địa bàn trọng điểm về thiệt hại, nguy hiểm, cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói, hỗ trợ kịp thời gia đình khó khăn, có người già, trẻ nhỏ, người ốm đau. Bên cạnh việc kịp thời hỗ trợ chăm lo đời sống của người dân, cần quan tâm đầy đủ về phương diện đồ dùng thiết yếu, thực phẩm đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tiếp tục kiểm tra cầu cống, đê điều, phát hiện những vùng